Hoài Thương xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị em và các bạn. Một điều rất là đặc biệt quý vị, bữa nay là chiều ngày 8 tháng 8 vào ngày lễ của Đức Phật thầy Tây An. Con chào mấy cô, mình đi lễ hay gì mấy cô? Lễ đó. Dạ, con thấy một điều rất là đặc biệt, hôm nay ngày lễ mình thấy chim bay về đông quá mấy cô. Đúng không con? Chim bay, nó chim bay vậy là vui. Vui không con? Chim như đón mừng thật đúng không con? Dạ, đón mừng thật. Dạ. Mà bữa nay sao mà chim bay mà hót quá chừng luôn, nó kêu quá chừng luôn kìa con. Con quý vị trên cây á. Vui quá ha. Dạ. Từ nãy giờ con ngồi trong quán nhưng mà con nghe một cái gì đó nó âm thanh nó hót hoài, con tưởng đâu chút xíu nó đi mà không ngờ càng ngày càng đông nữa. Càng ngày càng về ngủ, giác này là giác của con chim nó ngủ đó. Đó. Và nó về mình thấy vui vẻ hết chứ không. Dạ. Bởi vì chim về đây mình rất là vui mà rất là mừng. Dạ, trong ngày lễ này cái bữa nay là ngày lễ của thầy ha. Dạ, ngày nay là ngày mùng 8 tháng 8. Dạ. Ngày lễ của Đức thầy. Cũng về đây, chim cũng tụ họp về đây, rất là vui, dạ. Rất là mừng. Cây đó nhiều quá con, chỉ có cây đó thôi, cây này không có. Mà con nghe từ cái lúc mà trong chùa tụng kinh á. Vậy đó hả? Dạ, con nghe trong chùa tụng kinh là ở đây, nó thấy chim nó bay về mà nó hót. Nó hót nhiều. Quá chừng luôn con kìa. Dạ. Cánh yêu hết trơn luôn. Rồi, con, cái đó không phải là lá đâu cô, mà là cánh chim con chim á. Chứ không phải mà lá nhúc nhích đâu chứ. Dạ. Tôi chưa đâu có nhúc nhích cái này nè. Dạ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mà cây đó nhúc nhích con có điều mà. Dạ, còn cô ở đâu mình đi lễ này con? Cô ba ở tỉnh Vĩnh Long mà cô ba nằm huyện Trà Ôn. À vậy rồi, cô ba đi về lễ này. À, cô đi hết lễ mình mới nghỉ về. Dạ, hết lễ rồi cô ba về. Dạ. Rồi, từ hôm nào nay cô ba ở trên chùa Bồng Lai. Dạ. Cô làm công quả chớn. Dạ, rồi nay về. Rồi ha. Ngày hôm nay cô mới về đây hồi trưa. Dạ. Rồi cô ở hết lễ rồi cô mới về. Dạ. Về cô. À, ở đây là chạy ruộng. Chạy ruộng Phúc Điền. Dạ. Rồi con cảm ơn con nha. Rồi, dạ. Dạ. Dạ, kính thương bà cô bác, nhưng mọi người thấy không? Đó, chim các bạn, ra đây, bà Hương sẽ quay gần lại, không thấy không? Cái nó mời vậy ta? Đó là chim thôi đó các bạn. Thôi rồi, nó hót lý ngò nó bay kìa. Như lắm nhiều. Thôi ơi, mọi người ơi, ở nơi đây á, thì mình thấy là có mấy ông bác cũng ngồi ở đây quý vị, trong ngày lễ nè. Đây, không biết mọi người nghe tiếng lớn không? Con Hoàng Hoài Thương nghe điếc tai luôn á. Dạ, con xin chào bác. Dạ. Theo dõi ở trên những cái kênh của chú thì coi rất nhiều. Dạ, con cảm ơn bác. Ờ bác, cho con hỏi bác. Bác ngồi ở đây từ cái lúc mà hồi nãy con nghe như là ở trong chùa tụng kinh đó bác. Là con nghe ngoài này là chim bay về hót luôn từ lúc đó, đúng không bác? Nhìn cháu là... Không, chú nhìn cháu nó sáng mà cháu yếu lắm. Dạ. Đúng dạ. Không? Dạ. Đi dạ. Kiểu nổi. Dạ, đi nó mệt lắm á, với lại mà kiểu như mình đi liên tục á, quay cho bà con xem này nọ. Như con không biết làm sao nữa mà nó mệt trong người. Chú dạ. Nhìn cháu trên mạng rồi. Dạ. Hiểu rồi. Dạ. Thấy cháu chú rất thương về cái sáng về cái phần biết phần gì không? Dạ, gì phần Phật pháp. Rất sáng. Nam mô A Di Đà Phật, cảm ơn bác. À, nó chú nói thẳng với cháu luôn. Dạ. Chú theo dõi từng những cái kênh phải không? Dạ. Là chú khen cháu là cháu nên vui. Dạ. Chú cháu ngon lắm. Dạ. Lên đây là đêm nay ngủ đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên hả? Chắc chỗ thì đi nhiều. À, đi Cầm Sơn không à? Ồ. 2-3 năm đi Cầm Sơn. Dạ. Rồi đi đây rồi chưa ngủ đây đêm nào mà phải ngủ đây chắc 4 đêm mới về rồi còn hết lễ. Rồi, còn cái hướng đi tới Quan Thượng Đẳng nó chưa đi trọng nữa, hồi đó giờ chưa đi. À, vậy là Quan Thượng Đẳng nguyên trực cũng chưa đi ha. Chưa đi. Dạ. Rồi cảm ơn bác nha. Thấy đường Phật pháp cháu nói chuyện thì chú rất thích. Dạ. Cảm ơn quá. Trên YouTube này chú là một là Quan Châu, hai là Trà Cháu đó. Mà dạ là cháu hiểu. Dạ. Dạ. Cháu cháu hiểu. Con cảm ơn bác. Dạ. Rồi bây giờ con đi quay vòng vòng bà con xem tiếp ơi. Ở nơi đây thì theo như Hoài Thương thấy là có nơi đây là cái giếng quý vị. Tức là khi xưa ở nơi này cái giếng này là một trong những cái nguồn nước mà người ta tin tưởng á, thì đến nơi đây thỉnh uống thôi vậy. Ta cầu nguyện ơn trên gia hộ cho để mà hết đau hết bệnh, gia hộ Phật trời các bạn. Đó, đây là nguồn nước, nước sạch đàng hoàng các bạn. Đây là nước ở trong phòng đây, rất là trong. Đó. Thì có thể thấy rằng nó là giống như là mình tin tưởng rồi
mình nguyện giái thì ơn trên sẽ gia hộ cho mình thân tỉnh này cũng ngồi thờ. Và ở phía ngoài này thì cái khung viên á, là đây đây là hồi xưa là chỉ là ruộng thôi quý vị, mình gọi là chạy ruộng đó. Đây thì cái giếng này là một cái thời đó thì nó nói giống như là có lúc mà bệnh dịch hay sao á, đây thỉnh mà cũng như là cái này hoài thương nghe kể, hoài thương kể lại nha quý vị, chứ thật sự ra thì đôi khi không biết như thế nào ha. Cái này mà ta nói là thỉnh này uống và cũng như rửa mặt thì sẽ hết đấy rồi. Dạ chào chú, quét công quả hả chú hả? À, con nghe nói là cái giếng này là có những cái điều rất là tâm linh và đặc biệt đó chú. Thì có không chú, ví dụ như là có người bệnh như thế nào đó lại mà thỉnh uống nguyện giái á? Có ha, là cái thời của Đức Phật Thầy hồi xưa với bây giờ luôn hả gì chú? Rồi. À, chú con còn thấy là đây có một cái cây, cây gọi là cây gì chú hả? Cây da. Cây da. Mà con thấy là một cái gì đó rất đặc biệt xung quanh á. Bốn cửa. Bốn cửa hả chú? Dạ. Mà đó giờ con chưa biết bốn cửa này là ra sao, như thế nào á. Thì người nói người ta không biết gần. Dạ. Dạ không, nhưng mà bây giờ ý con nói là ví dụ như là chú có thể qua chỉ giùm con bốn cửa đó là như thế nào không chú? Chú giống như làm ơn giùm con đi, chỉ mà cho con biết như lại mà cho mọi người khán giả xem á. Con mời chú ha. À, quý vị, chú cũng làm công quả từ thiện. À, thấy rằng đó là ở trong chùa mà mọi người thì đôi khi nó muốn làm gì thì làm. Này được nhân viên chú dẫn đi chỉ cái cây này, gọi là có người đang gọi đây như là một cái cây gì đó rất là thần kỳ với chú ha. Con nghe nói hôm nay con sẽ quay chia sẻ cho bà con xem. Ở đây thì chùa Phước Điền nha quý vị. Chạy ruộng. Dạ, đâu là cửa nào đâu chú ơi. Ê, sao vô đây tự nhiên cái không khí nó khác chú. Dạ. Nó lạnh lắm. Ừ, tự nhiên ốc con nổi luôn nè. Nó mô với đâu Phật á. Bốn cửa. Bốn cửa hả? Là cửa nào đâu, chú chỉ từ cửa cho con giùm ạ. Cửa này là cửa chánh ngoài đi vô. Dạ. Mày cửa tiếp theo chú hả? Đây là một cửa. À, hai cửa, ba cửa, bốn cửa, à đúng rồi ha, cái này là bích, mà cái này là tự nhiên hả chú? Cây tự nhiên luôn hả ta? Sao đẹp quá ta? Thôi thôi, cái gì khi mà mình thấy từ những cái gì đó mà hết sức là đặc biệt từ thiên nhiên hả chú? Nào ngay đây, nào ngay, cái miếng Việt Nam này là có cây này. Ô, cây màu à? Dạ. Ê, sao con thấy ở trong nhìn giống như là cái gì vậy chú? Thắt để cho quý vị vô dòm coi chơi chứ nó không phải là thật sự thật hiện. À vậy hả? Mà con nghe nói là cái này có không nha, là con không biết nha. Tức là hồi đó chú đó nó cũng có mường tượng ra. Có hả chú? Có rồi sao? Nó mường tượng ra giống như là một cái gì chú? Tức là con này con kia vậy đó mình cũng lấy. À rồi người ta mới khắc đục bỏ cái đó hả? À khắc đục bỏ. Thì từ từ nước mưa nó xuống đó. À nó bị mây mối nha. Mà sao cây này con thấy ngộ ta, tự nhiên cái gốc cái rễ nó rất là đặc biệt và nó nằm ở trên đó kìa. Và đi mình lọt ra ngoài này á thì cái không khí nó khác, nó không có lạnh. Vô trong tự nhiên nó lạnh hả chú? Dạ chú nói sao? Nó có cái chất ở trên lá cây á. À. Nó rất là đặc biệt ha. Nào quý vị. Hết hồn, nhìn vô đây là hết hồn á. Mà khi xưa là cũng mường tượng ra giống như vậy chú. Mà cái cây này chú cho con hỏi thêm một lần nữa, tức là nó về mặt tâm linh đó chú, có như thế nào và có ai thấy gì ra sao không chú? Có chú ở đây, chú ở cái trại đó. À là chú ở cái trại ở bên này đó hả? Ôi Nam Mô với Đà Phật, có trại chú vậy đó hả? Ôi một chút xíu con sẽ qua con quay cho bà con xem ha. Vợ chú giờ bệnh nặng lắm, nghèo quá nghèo. Nhờ Phật che chở cho nó xuống xuống về, nó từ từ hết chứ giờ nó bằng rách bằng tơi. À có nghĩa là bây giờ cũng nhờ ơn trên trời Phật và người phước mật phước mài gia hộ cho vợ của chú để mà hết đã hết bệnh ha. Và chú thấy những cái điều đặc biệt lên thiên cho bồn nhiệm ở cây này như thế nào chú? Hôm nay đây lúc năm ngoái tôi ngủ trong trại là tôi thấy mấy cục lửa, mấy cục lửa hả chú?
tôi niệm Phật này cho nọ rồi nên cho nó bây giờ là tôi thức dậy giờ nào là tôi không có thấy gì đấy. Ủa hả? Như lâu lâu người ta làm cho mình thấy gì đó, mình mới tin đi, mình mới là thật sự cái yên tâm mình nghĩ là thật là linh. Dạ. Mình mới coi trọng. À. Mà cái cây này tự nhiên mà mấy cục lửa nó hiện ở chỗ nào chú? Nằm trong đó. Nằm ngay vô giữa này hả? Nằm vô giữa đó. Nam mô A Di Đà Phật. Tự nhiên là chú lúc đó chú thấy là khoảng mấy giờ? Giờ chắc cũng khoảng 1 giờ mấy. 1 giờ mấy tối. Thì ngủ ở đó đó. Dạ. Rồi chó nó sủa, mình sợ người ta phá những đồ người ta đi thả cho ổng đi tu đó. Dạ. Chùa quy này cái đó rồi dưới cá này rồi. À là thả dưới đó đó hả chú? À. Giờ nơi đây thấy có những điều linh thiêng mầu nhiệm ở trong chùa Phước Điền này rất là đặc biệt. Hồi xưa con nghe nói là ở nơi đây là còn có châu sấm, châu xét vậy đó chú. Là của Đức Phật Thầy Tây An đó chú ạ. À, là ngài về đây để mà khai quang lên chạy ruộng, để mà lập cái nên này, để mà làm ra ruộng cho bà con, cũng như là mọi người lúc đó thì mới canh tác luôn. Mấy trăm năm luôn rồi đó. Và cái giếng đó, những cái nguồn nước đó, tức là người từ ta dưới lên. Từ lúc mà Đức Thầy cũng tạo đó. Dạ. Và từ dưới lên ngoài tới giờ. Wow, đây thì mình nhìn từ phía xa này lại nha các bạn. Ban đêm quay như thế này thì đôi khi không biết có rõ không, nhưng mà thì như vậy thì thấy thì cũng khá là được thôi các bạn. Ở trên thì thấy như một cái gì đó chỉ ra rất là đặc biệt. Ở trên một cái gì nó bằng. Và cây này có 102 toàn thế giới luôn. 4 cái cửa. Thì sẽ đi giáp cho mọi người xem. Lần đầu tiên đến đây mà quay cái hình ban đêm mà nghe chú nói về mặt tâm linh về cái cây này như thế nữa thì thấy càng rỡ ngốc hơn nữa mọi người. Mọi người hãy đồng hành với Hoài Thương, cũng như yêu mến thì hãy tặng cho Hoài Thương một like nha. Và cũng như ai chưa đăng ký kênh YouTube của Hoài Thương thì xin mời quý vị hãy đăng ký kênh YouTube của Hoài Thương để mà cho Hoài Thương có thêm động lực đi quay hình mọi người xem tiếp tục ha. Kính thưa quý vị, ở đây là cái trại, cái nơi mà của chú ở đó hả? Dạ. Ông chào cô. Rồi cô với chú ăn uống này kia ở đây hả hay sao? Dạ. Làm công quả trên chùa thì người ta ăn khai trường không à. Cái đó vợ chồng mình không có hứa thì vợ chồng mình có lương tâm thì thấy những gì mà ước có gói mình làm tiếp chùa. Mà chú quê ở đâu? Quê ở Nhà Bè. Mà hai chồng không có đất đai gì chưa hả? Có con gì không chú? Con thằng 11 tuổi vô cúng rồi. Ra đây ở đây rồi cúng trong chùa. Cái ngôi thờ thằng tài thuốc điện đó chứ. Rồi cô nói cô bệnh gì? Kinh tọa, địa điểm. Dạ. Sống, dạ. Đêm. Dạ. Nửa đêm mà có bài gì đó, vợ chồng tôi không có được 100 ngàn. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nhìn những hoàn cảnh hết sức là đặc biệt quý vị ơi. Nó có đi nhưng có biết được nha quý vị. Đây là cái máy này, mưa lớn nó tạt không chú? Dông tạt ha. Cái che bằng rất là đơn sơ. Cái máy cái xu thưa quý vị. Phía đằng này thì Hoài Thương sẽ đi qua đây coi thử đằng sau này có cái võng này nọ rồi như chỗ người ta ở nè. Đó mọi người. Giờ thì đến đây thì con cũng không có nhiều, con cũng có ít à. Con cũng gửi cho cô với chú như cái tiền mà uống thuốc hay này kia. Dạ. À, con xin gửi cô chú. Chú em nhiều chú. Dạ, rồi rồi. Chúc cho chú em đi gặp nhiều may mắn, không có cái này con giúp đỡ cho những người khổ. Dạ. Cái này con giúp là con tự xuất thiện, con ra con giúp mấy cô chú mà. Dạ dạ. À, vậy thằng em này đi cúng này hả? Hello con. Con nhiêu tuổi? Dạ. Con bao nhiêu tuổi? Nãy giờ đi cúng hả? Dạ.
cúng trong chùa. Mới ra. À, vậy ha. Ủa vậy là con này con xin chứ hay là con ruột của cô chú hả? Trời ơi, rồi cha mẹ ở đâu mà cô chú xin? Ôi trời ơi, đẻ rồi bỏ, mà bây giờ biết cha mẹ không? Không, có cái bẫy rồi chú ơi, cái có một cái bẫy thôi hả? Cái bẫy là nuôi mới 18 ngày là ôi, ơi. Như sinh non hả? Ừ. Rồi bác sĩ con đứng vô chổng rồi con. Vô đây nè con. Ừ. Có cái bẫy đó, hồi đó là 18 ngày cái bắt đầu nó kiếm cái trái thanh long mình vậy đó. Dạ. Thì đem ra bác sĩ nhà bà. Dạ bà chạy ra châu đốc. Cái châu đốc mới chạy luôn, cái tôi khóc quá là tôi không chịu đem về. Dạ. Để trên ngôi điện hấp ở ngoài đúng một tháng trời luôn, là sống tới bây giờ luôn, không có bệnh hoạn gì luôn. Dạ. Cái con từ lúc 4 tuổi nè. Cái tiền cũng nhờ em chỉ trên đồng bào cả nước chú bác là anh em trên YouTube thì có lòng hảo tâm thì giúp đỡ cho vợ chồng em cũng mới có số lượng tiền khi mà chị vợ em đã với số quán cũng như là cô à, có nghĩa là để muốn cái số tiền đó mà bán với số đấy ha. Dạ. Rồi, vậy cảm ơn cô chú, chúc cô chú sức khỏe nha. Con phải gán sau này với Thảo với cha mẹ con nghe chưa? Và cha mẹ nó giờ cũng không có tìm nó luôn hả cô chú? Biết nghĩa là bây giờ cô biết mẹ nó không? Biết ha, mà có cho nó nhìn không? Người ta không nhìn thì cho. À, người ta không nhìn cho nhìn không nhìn hả gì sao cô? Biết nhà ngoài ngoài luôn mà. Mà cho nó cho nhìn mà nó không cho nhìn nhưng mà người ta không chịu nhìn hả? Người ta đâu tới thăm đâu. Số đành đoạn như rồi cũng là giọt máu chứ bộ, đẹp trai dễ thương nè, có phúc hậu đi cúng lại rồi. Bên cha mẹ của người mà cho này đó là bên đó là bên bên đồng đạo là các nhà những người mà hoàn nạn khổ như tôi vậy đó, cô bé này cũng thế mẹ hả? Rồi có phước quá, đi học rồi cắm trại đi, dạ. Rồi mới ở với nhau rồi mới có chữa. Thành ra chỗ đó không có dám để ở xóm giềng để cho biết thằng mà mang thai một tiếng cha mẹ. Ôi ơi. Đội đi xa đi làm. Dạ dạ được. Làm tới ngày tháng đẻ đó. Ừ. Rồi giận có giận. Dạ được rồi, cô cứ nằm đi cho khỏe cô. Cô giận với em á, ừ, như ai mà có không có nuôi đó. Dạ. Thì sanh ra cho đi, thì cho hay đi, rồi để cúng ôm về tiền. Dạ. Thì cô đó sanh ở dưới cho phú. Dạ. Rồi cảm ơn cô chú nha. Dạ. Ờ con đi. Dạ 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 dạ. À, kính thưa cô chú và anh chị em, bởi vì có thể thấy rằng á, nhiều hoàn cảnh lắm quý vị, có những cái chuyện mà không thể nào mà nói được. Thì hoài thương xin mời quý vị vào trong chùa ha. Hôm nay thì không biết như thế nào rồi quý vị. Rồi chim vẫn kêu hoài luôn. Nãy giờ tụng kinh trống hoài thì chim còn ở đây hoài luôn kìa quý vị. Đó. Thì mưa rồi, mưa lâm râm rồi kìa. Bắt đầu ở đây là trang trí đèn, nó bắt đèn nọ rồi bày bán này kia cũng nhiều rồi. À. Chào các bác, đây là chùa Phước Điền, đó là Phước Điền tự. Ở phía trước này thì có hai ông hổ nè, toàn hoa sen, bên trước có cái hồ rất là đẹp. Ở đây buổi tối quý vị thì ngoại thương thấy rất là mát nè. Đây là cúng chiều.
ngoài thường có thấy Đức Phật Thầy quý vị, này thờ Đức Phật Thầy. Này thờ cúng. Cúng chiều hả mấy cô? À, mình ở đâu mình đi viếng ở đây vậy bà? À vậy hả? À. Rồi. Đây là củ quyền thất tổ quý vị. Ở đây thì quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực. Phía sau này thì người ta có một cái chỗ rất là rộng để cho mọi người ngủ nghỉ á. Vào ngày mai, ngày mốt và bữa kia, ngày 9, ngày 10, 11 và 12 thì nơi đây có thể thấy rằng đó là sẽ không còn chỗ trống nữa quý vị. Người ta sẽ ngủ nghỉ rất là nhiều, và cũng như trong đó là người ta sẽ có một số nơi là sẽ ngủ ở ngoài trước này nè. Thì sắp tới Thưa Hoài Thư cũng sẽ có những cái chương trình và những cái lịch trình đi của mình về những cái đại lễ lớn trong đạo, và cũng như những chuyến khám phá, thì rất mong ông bà cô bác anh chị em hãy đồng hành với Hoài Thư nha. Dạ kính thưa quý vị, thì hiện tại bây giờ mọi người vẫn còn nghe tiếng chim hót, và đến đây thì trong ngày tối hôm nay Hoài Thương cập nhật thông tin này, rất mong mọi người xem và luôn theo dõi và đồng hành với Hoài Thương trong những video tiếp theo ha. À, bây giờ thì cũng xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Chúc cho ông bà cô bác và anh chị em chúng ta sức khỏe, an lạc và thành công trong công việc. Và xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị và các bạn, ở đây thì mọi người thấy nè, phía này là hướng đình chùa Thái Sơn quý vị. Bây giờ thì nơi đây có một cái trại bún, nó ở đây thì đãi bún hay là bún từ thiện quý vị, bún rất là ngon, thấy thơm quá, thơm luôn. Bún này bún gì mà thơm như cô? Bún cá ha, ngon quá quý vị, thấy thơm quá, mình sẽ ăn một tô. Wow, người ta đang xào ở trong rồi. Wow, chào mấy cô. Cái này đãi bún bún riêu hay gì cô, hay là bún cá? Nãy nghe cô nói bún cá chay hả? Bún nước lèo ha, bún ngải, đúng mà thơm quá, thơm kìa. À, con ăn chứ, ăn con ăn, cô xin con ăn á. Dạ dạ, cho con tô đi, cho con tô đi con. Trời ơi mọi người, cái này là gian hàng bún chay miễn phí của mấy cô quý vị. Quý vị đi lễ thì bữa nay Hoài Thương sẽ cập nhật cái thông tin từ tối hôm nay và cho đến ngày 12 luôn cho bà con xem, và những cái thông tin, những cái chương trình lễ ra sao và như thế nào ha. Rồi bắt đầu ngày mai là mình đãi luôn cho cô. Hả? Ngày mai mình đãi luôn cho. À, vậy hả? Bữa nay có cơm, bữa nay bún thôi. Dạ. Mấy cô đãi từ lúc nào tới giờ ạ? Từ sáng tới giờ. À, từ sáng giờ khoảng bao nhiêu ký bún rồi cô? 100 ký. Wow, là chỉ mới bữa nay thôi 100 200 ký rồi. Trời ơi. Rồi trong vòng ngày mai ngày mốt nó còn giữ nữa. Còn nhiều nữa đó. Quý vị ơi. Chỉ có bữa nay thôi. Dạ bữa nay quay sớm cập nhật cho bà con coi sớm cô. Có một số người ở nhà ta không có đi á. Dạ, đình ở trển cũng có đông, con lên trển rồi cũng mới về nè. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Gì hả? Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn cô. Đây là nhân đó hả cô? Wow, thôi con ăn gì vậy, đừng có nhiều quá. Bỏ cái này lại cho con bớt đi, cô ăn không hết. Ăn đi ngon lắm mà. Cảm ơn nha. Rồi mời quý vị, Hoài Thương xin mời mọi người cùng thưởng thức cái tô bún cá chay này nha quý vị. Tối nha. Này là muối ớt, cá chay thì ăn với muối ớt nha. Mời ông bà cô bác và anh chị em cùng thưởng thức với Hoài Thương. Mời quý vị. Đây thì người ta đãi đồ chay quý vị.
À, công nhận thì chứ, bữa nay chỉ là ngày tối 18 thôi. Mà bây giờ thì khoảng 8 giờ, 7 giờ mấy 8 giờ tối thôi. Mà mấy cô ở đây đã đẩy hết bún quý vị, 200 chiếc bún, dữ thiệt. Và ngày mai bắt đầu thì đi đâu? Ngày mai là 19, 11, 10, bữa kia 11, và bữa kia, bữa kia gì đó là 12. Thôi mọi người, sẽ rất là đông nha. Dạ, mời mọi người dùng nha. Quá ngon cái gì à. Mình đói nữa. Được kì ngon nha. Cái này thấy có nước túi nữa kìa. Cái bạn có nước bí nữa. Ở trước thì có một cái thùng trà đá. Để mà ai ăn rồi đâu có thể ra và uống. Bà cô bác, anh chị em và các bạn. Dạ thì bữa nay như mọi người cũng thấy, buổi tối ngày mùng 8, tức là ngày tháng 8 nè quý vị. Thì chuẩn bị ít ngày nữa sẽ đến ngày lễ Đức Phật Thầy Tây An, ngày lễ 12 tháng 8, ngày Đức Phật Thầy Tây An, ngày khai sáng lên đạo Bủ Sơn Kỳ Hương. Một vị có thể nói ở trong làng đạo, từ trong và ngoài nước hầu như ai cũng đều biết quý vị. Thì mọi người thấy là bữa nay là hai bên gian hàng, hai bên đường người ta bày bán rất là nhiều rồi. Và buổi tối này ta lên đèn thấy giống như là đẹp lắm quý vị. Và các cái gian hàng ở khắp nơi trở về đây. Buổi tối ở trong chùa nè, có số người ta cũng ngồi săn luôn kìa. Trên số 3 và số 4 đó. Ở đây là chùa Tây Sơn, chùa Đức Phật Thầy Tây An đó quý vị. À, bây giờ thì Hoài Thương sẽ đi dài dài ra phía ngoài đình Thái Sơn nha quý vị. Mọi người xem không khí hôm nay bắt đầu nhộn nhịp rồi quý vị. Từ các khâu từ thiện, đây thì cái nhà đại bốn từ thiện nữa nè. Đó, mọi người thấy không, này đại bốn từ thiện cũng đã bắt đầu làm rồi quý vị. Buôn bán quần áo rất là nhiều. Đó, giày dép tùm lum hết trơn á. Và cái đoạn đường thì hôm nay là mọi người nhìn từ đây ra tới ngoài đó đó là thấy đèn sáng rực rực kìa ha. Và ngày mai ngày mốt nữa thì là cái khung chỗ này á, là bít luôn quý vị. Một cái đoạn đường khoảng mấy cây số mà ta buôn bán từ ngoài vào tới trong là mọi người biết cái lễ lớn cỡ nào rồi đó. Đây là những cái gian hàng người ta đã dựng rồi, nhưng mà bữa nay là chưa có bày ra bán thôi. Hồi nay đây đã làm từ thiện nè. Ở đây là cái chảo bánh xèo. Chào bác. Dạ. Trời ơi quý vị ơi, bánh xèo phải không bác? Trời ơi con nhìn cái khung là con biết rồi. Trời ơi, đây nè quý vị ơi. Dạ. Tuyệt vời luôn. Trời ơi quá chèn nhiều luôn. Bữa nay là bắt đầu mình lại mình gấp. Dạ con Vũ Hoài Thương. Đúng rồi Thương. Dạ. Cái này mình làm từ nào tới giờ bác? Cái này lâu rồi, 2 năm rồi. Làm dạ. Rồi cái sạn đi quận 6 ở mà thành phố Hồ Chí Minh nữa. Dạ. Nữa đây. Dạ rồi rồi ở đình Ông Nguyễn bác có đi nhớ không? Đi luôn. Vậy là gặp con nữa. Trời ơi, xuống thằng chủ luôn. Dạ. Trời ơi cái này là một cái gian hàng như thế này, một cái chỗ mà quay đổ bánh xèo như thế này thì đó mọi người xem rất là đặc biệt nha.
Cái này thì khoảng bao nhiêu cái chảo đổ bánh xèo lắm bác ạ? À? Một chục cái. Luôn. Một người đổ hả bác? Một người đổ chục cái luôn. Dạ, trời ơi. Đây quý vị ơi, bánh xèo này thì mình gồm có những cái nhân gì và nhân gì vậy bác ạ? À? Tàu hũ có mà nhân tàu hũ rồi là củ sắn, đủ thứ mà. Dạ. À, bông điên điển đủ thứ hết. À, bữa nay mới có tối mùng chiều tối mùng 8 thôi là mình xuống đây mình làm rồi đó ha. Dạ, là mình đem xuống tới đây lúc mấy giờ bác? À, lúc mà 11-12 giờ. Dạ, nhỏ cũng quay luôn chứ, làm từ thiện là quay hết. Trời ơi. Rồi mình gáp vào khoảng bao lâu mới xong cái gian hàng này với bác? Làm cái khoảng chừng vài tiếng đồng hồ xong. À, tức là gian hàng bánh xèo từ thiện miễn phí. Trời ơi, mà bác gáp ống nước làm gì bác? Làm ống nước. Ống nước là mình làm rửa chén hay gì? Rửa chén, chuyền qua đó rửa chén. À. Trời ơi. Tuyệt vời lắm. Tuyệt vời luôn quý vị ơi. Rồi, hàng đi quận 6 luôn, tao mời đi quận 6 luôn. Dạ. Thành phố luôn. Mình tới bao nhiêu cái chỗ đổ bánh xèo này lăng bác? Mấy khung lận? 8. 8 khung. 8 khung. Là 8 dạ. Chảo đó. Dạ. Trời ơi, bác đổ rồi quý vị. Mọi người nhìn cái chảo bánh xèo hết sức là đặc biệt và đẹp. Vậy là khi nào mình đổ cô? Mùng 10. Chiều mai hả? Mùng 10 hay? Ngày mai là mới mùng 9 thôi. Nếu mà gấp thì chắc chiều á. Dạ, chắc 1-2 giờ. Nếu mà bà con ta đi đông mà đổ chiều mai luôn. À, nếu mà đông thì sẽ chiều mai đổ. Còn nếu mà không đông thì là sẽ sáng mốt, tức là ngày mùng 10. Nếu mà đông thì sẽ là chiều mùng 9 đổ cho bà con dùng thưởng thức bánh xèo luôn. Cho nên bữa nay là tới sạn sẵn hết cái. Dạ. Ngày mai nếu mà có bà con người ta đi đông là đỡ luôn. Dạ. Cho bà con người ta có để mà dùng. Dạ. Trời ơi quý quá. Con sẽ đến đây cập nhật những thông tin tiếp theo nữa cho bà con coi tiếp tục về những cái khâu như thế nào. Hello con. Hello chú. Là từ thiện đó dễ thương quá. Ờ đi đông. Ờ bé này kìa. Rồi, rau củ này là của mình mua hay là của bà con ta hỗ trợ mấy cô mấy chú? Mua có, hỗ trợ có. Đúng rồi. À vậy ha. Bà con có hỗ trợ có, rồi cái gì thiếu là mua thêm. Dạ. Rồi bột này nọ là cũng vậy ha. Đúng rồi, cũng bột vậy. Gạo cũng vậy đó anh. Dạ. Ví dụ như là một cái chuyến mình làm như thế này là khoảng bao nhiêu tiền lận cô hả? 2 mấy triệu á. Wow, một có chuyến. 28. Dạ, 25 triệu á. 25 triệu trong một cái chuyến từ thiện như thế này nha. Dạ. Quý vị. Rau thì là các loại rau như thế nào, gồm có rau gì khen bánh xèo? Ta hái ta với đâu mấy người ta từ mạnh quanh nó đem lại. Cũng như người ta có, bà con người ta có gì ta đem lại cái đấy. À ta cho ha. Đúng rồi, cái rau đồ là mình đó là người ta đem lại. Còn ý nói ví dụ như là rau mình ăn cái bánh xèo á. Hái cầu đồng. Rau của bác ở Trung Quốc cái hái cầu đồng ta đem lại cho mình, cái đi mình chở đem xuống. À vậy hả? Dạ. Ồ. Rau giúp cá, rau thơm. Rau cũng có rau chợ nữa chứ bộ. Ờ đúng rồi, cái mũi rồi đó. Dạ dạ. Dạ. Cá lóc rau. À. Thì mời mọi người bắt đầu chiều quận 9 xuống nha quý vị. Càng đông càng sớm á. Nếu mà bà con có bà con đến là sẽ đổ. Sớm. Dạ. Đúng rồi. Có bà con đông rồi đổ sớm không có. Đó. Đó dạ. Nay là sẵn ngày mai là trưa mai là sẵn xong hết rồi đó. Dạ. Ôi giời. Rồi, con chúc cô chú mình sức khỏe nha để phục vụ bà con nha. Rồi, cảm ơn. Rồi, dạ, con chào sẽ hẹn gặp lại trong ngày mai. Dạ. Rồi tiếp tục mình đi ra ngoài dài dài ngoài đình nha quý vị. Dạ rồi, đây là gia hàng bánh xèo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong ngày mai. Đây có để bán luôn nè mọi người. Đoàn bánh xèo từ thiện xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ha. À, đó, đi bên này cũng có một cái gian hàng thì mọi người thương nhớ là năm rồi. Ở nơi đây cũng là cái gian hàng bánh xèo từ thiện đó quý vị. À, và năm nay thì không biết là như thế nào và ra sao nha. Ở đây này thì ta cũng có mượn bộ bàn bộ ghế nọ để mà qua đổ bánh xèo. Hello. Dạ. Yeah. Hello anh. Chúc bà ban đắc nha. Trời ơi quá quý vị ơi. Ở đây là mọi người thấy nè. Đầy đủ các mặt hàng nha. Siêu thị đồng giá 39k, tức là 39.000 một món. Ở chỗ này là cái gì nữa đây? Quầy thương thấy ở đây cũng bánh xèo luôn. Wow. Bánh xèo trong này cũng dữ dằn luôn kìa. Wow, bên này cũng đổ chảo nữa hả ta? Con vô con quay chút nha mấy chú.
Trời ơi. Dạ. Dạ con sẽ cập nhật cho bà con coi tới bữa 12 luôn đó. À, nước uống miễn phí, tổ từ thiện huyện Tháp Mười, đòn bánh xèo nhà cơm, hữu duyên út dứt 0 đồng. Tức là từ thiện luôn nha. Quá quý. Trời ơi. Dạ. Cái dàn bánh này là gồm khoảng bao nhiêu chảo ông chú? 100 cái. 100 cái hả bác? À. Wow, 10 người. Vậy như vậy thì một người là đổ 10 chảo. Dạ. Cái này là có xây vòng tròn không bác, hay là chứ là người xây hả? Không, người xây, còn cái kia là có thấy cái xây vòng tròn. Đây là kia. Dạ. Nó không có là có tiền người ta mới làm cái đó, còn mình không tiền được. Kinh phí ha. Dạ. Vậy bây giờ có gì ồ vậy hả? Quay về chậm hơn cái này luôn. Ờ vậy con sẽ đi dài vào đây con quay cái này coi bà con coi thử ha. Rồi quay đây quay. Dạ dạ dạ. Rồi. Rồi mọi người ở trong kia thì người ta đang ca hát sùm nên là không biết là có nghe rõ tiếng Hoài Thương nói hay không. Nhưng mà bây giờ Hoài Thương thấy trước mắt là chỉ có 3 gian bánh xèo thôi. Bà ở bên kia nữa kìa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wow, 10 cái chảo được đổ lên đây. À quá dữ. Và dạ chưa sắp chảo ha. Dạ. Dạ wow. Thì 10 cái gian hàng như thế này thì 100 cái bánh xèo và bà con đến đây dùng thưởng thức là miễn phí nha quý vị. Chảo sắp lớp hết rồi. Wow, tối mình ngủ ở đây ngủ dữ luôn hả bác hả? Dạ, mình ngủ rồi, sẵn mình ngủ ở đây luôn. Dạ, ở đây sùm có nghe không rõ, mình ra ngoài này đi. Dạ dạ, mình sẽ ra xích ngoài này, trong này nhạc nghe không rõ. Nên đó là người ta đang karaoke chổng không nghe rõ. À, bác cho con hỏi nữa là cái nơi mà đổ bánh xèo của mình á, ra đây nè bác. À, khi mà đổ như vậy thì cái nhân ở trong á là gồm có cái gì vậy bác? Cái nhân nó dạ. Mua bóng á. Bóng chai ha. Nhiều khi tàu hũ. Dạ. Hũ mình sắt ra rồi mình chiên lại. À. Rồi mình đâu phải ấy không. Nó cũng dạ. Dạ. Với con nhỏ nhỏ xíu nhất đó. Cái gì nữa bác? Hành đồ này kia nọ đó. Có hũ sắn này kia không? Có luôn. Dạ như thế. Rồi rằng mình xào chung rồi mình mới để vô nhân. Dạ. Rồi mình đổ tới bữa bắt đầu ấy mình đổ bác. Mùng 10 đổ. Ngày mai là bắt mai mùng 9 à. Mốt. Dạ ngày mốt ha. Đổ tới bữa 12 buổi chiều. Từ sáng cho tới chiều hay là từ sáng cho tới tối luôn bác? Sáng 2 giờ thức chị làm bánh, làm bột, làm này kia. Dạ. Rồi cái mà đổ tới 11 giờ mấy, 12 giờ đó mình nghỉ trưa. Dạ. Nghỉ trưa cho anh em bị thức khuya đó. Dạ. Rồi 2 giờ mới đổ lại. Dạ. Ở đây thì chắc mấy bán này cũng làm á. Đông á thì mình xây bột thêm liên tục hoài. Dạ. Còn mà khách mà hơi lơi đó mình coi cái lượng khách chịu mình tiêu thụ hết không? Dạ. Nó không hết thì mình cái bột đó mơi bỏ rồi. Dạ đúng rồi. Cái vậy phải là phải lường được. Rồi, đâu có xài được. Dạ phải lường được đúng không? Dạ. Ông làm dạ. Ông chịu ăn. Dạ. Thôi con xin hẹn ăn. Dạ con xin hẹn mấy bác lại ngày mai và ngày mốt ngày bữa kia cho con cập nhật hết ngày lễ cho bà con coi. Rồi. Dạ rồi con xin chúc mấy bác sức khỏe để phục vụ bà con. Rồi con xin chào mấy bác nha. À, mình sẽ đi. Dạ. Vậy ha, có đồng phục mặt ha. Quá dữ luôn rồi quý vị ơi. Gì hả? Chưa chi trên là có thấy chỗ có nhạc bắt rồi kìa. Cái đứa gỡ vô miệng men hả? Cái bác rất là như vui vẻ quý vị. Thôi con chào bác con đi nha. Dạ. À, ngoài phía đình Thế Sơn thì nghe nói cũng có nhiều cái chương trình hoạt động lắm mọi người ơi. Mọi người hãy đón xem trong những video tiếp theo nữa nha. Và bây giờ mình cũng sẽ đi ra đình Thế Sơn và hôm nay là có những gì rồi và ra sao ở đây nha mọi người. Mà sắp tới thì Hoài Thương có những chuyến ví dụ như là đi khám phá hay là đi trong vùng Thế Sơn Giang Bảy Núi. Và sắp tới nữa thì Hoài Thương cũng có chương trình đải nước từ thiện miễn phí ở đình Ông Quỷ Trung Trực. Vào ngày lễ đúng quý vị thì bắt đầu khoảng 25 là Hoài Thương nãy rồi đây thì bọn đình Tây này quý vị và rất mong và cũng như mời mọi người ngày đó nếu mà ai đi xuống đình Ông Nguyễn Trung Trực thì hãy ghé nơi đại nước của Hoài Thương thưởng thức một ly nước
cho ấm lòng, cũng như là trong cái tình đạo vị không mọi người ha. Thì đó cũng là một cái gì đó muốn góp phần nào của Hoài Thương cũng như là anh em ở trong đoàn, cũng như là mọi người, ông bà cô bác, là một cái phần nhỏ của mình để góp sức cho buổi lễ được thành công tốt đẹp và cũng như được vui vẻ nha quý vị. Wow, ở đây thấy sung quá vậy, có lô tô xô nữa kìa. Wow, ở đây có lô tô xô mọi người ơi, bởi vì nay nghe hát lùm xùm đó. Đó, ở đây là hồ nuôi sáu năm chèo ha mọi người, hồ nuôi sáu năm chèo. Còn ở đây thì đình Thới Sơn đó. Thì bây giờ Hoài Thương sẽ chạy đảo làm gì vòng lại đình Thới Sơn này và quay vào đình trong đình cho mọi người xem ha. Hiện tại bây giờ tối rồi quý vị, bây giờ chắc cũng khoảng 8 giờ quá, chắc cỡ đó. Wow, giấc này Hoài Thương thấy là có xe lại và bà con ngủ ở đằng chỗ phía trước đình này ra rai rồi. A Di Đà Phật. Wow, chào bác. Ở đây thấy mọi người ra đây ăn ngủ đó quý vị. Là bên này sắp xếp chỗ rồi đó. Thôi mình đi dừng chài qua bên này ha. Giờ mình sẽ quay đình Thới Sơn. Mình tham quan cho bà con xem. Ôi, như này mình tới lễ ngủ rồi hả mấy cô? Chào mấy cô. Đó, hết lễ luôn quý vị. Bữa nay là thấy người ta đến đây cũng đông rồi nè. Chào cô. Dạ. Chào cô. Ồ, sao bữa nay người ta đóng cửa ở đây sớm rồi ta. Mà ngày lễ thì người ta sẽ mở cửa thôi mọi người. Đến ngày lễ thì Hoài Thương sẽ cố gắng để mà để quay cho mọi người xem ha. Mặc dù đông. À, đó, ở nơi đây thì mọi người xem á, cái khung cảnh ở nơi đây bây giờ thì thấy là kín mít hết chỗ rồi, cũng không có còn cái nơi mà trống để mà cho mọi người ngủ nữa. Nhưng mà theo như Hoài Thương được biết những năm rồi á, ở khu vực này nè, và cũng như dày dài lấy đằng kia không còn chỗ để mà cho mọi người ngủ. Ở bên này cũng vậy, người ta sẽ ngủ ở chiếc sân này luôn. Thưa quý vị, thì xin kính mời quý vị hãy đồng hành với Hoài Thương trong những video sắp tới nữa nha. Đây của các ông lão và đến đây trước ngày lễ cũng nhiều lắm nha mọi người. Chào cô. Ở đây mùng mền chiếu gối mình tự lấy và mình tự dẹp, và chỗ ngủ của mình đó quý vị thì có thể thấy rằng là rất là sạch sẽ. Người ta được thiết kế một cái giường, tức là giường bằng gạch. Thì theo như các bạn thường thấy năm nay chắc là lớn lắm mọi người ơi, để năm nay chắc lớn lắm, bởi vì năm nay thấy bà con ngày hôm nay thôi mà người ta trở về đây đông rồi, thì ít ngày nữa còn đông cái nào nữa quý vị. Đây là hồ nuôi sáu năm chèo, con sông nước chảy cầm cầu á. Ngày sau có việc thăm sầu thiết tha, chừng ấy nói vậy không ba, có con người thú nuốt mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng, ba gia mới biết người cùng là ai. Ở đây thì những cái miếu, những cái ngôi thờ mà thường đi ra đây, nó mà quay cho mọi người xem cái cảnh đình Thới Sơn vào ban đêm cũng rất là đẹp quý vị. Đây là cái hồ mà khi xưa, tức là ông Đình Tây nuôi sáu năm chèo ở đây nè mọi người. Và bây giờ người ta cũng đang xây dựng và thi công ở nơi đây. Cái công trình này rất là lớn, công trình hồ cá sấu năm chèo, phối cảnh
phối cảnh gì, cái chữ gì vừa thì đọc màu quá không đọc tỏ. Gì mà đẹp hả? Rồi thôi, nên bây giờ bên đây thì Hòa Thượng cũng xin kết lại video của mình ở đây ha. Và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Và trong cái lúc mà chương trình lễ hội có những gì nữa, tôi sẽ cập nhật cái thông tin tiếp theo nữa. Ở đây ban đêm nhìn đẹp quá mọi người. Nay thì cái lô tô xô nằm kế bên đình luôn à. Lúc này họ hát ca nhộn nhịp lắm mọi người. Bên này thôi mà bà con đi cũng nhiều nè. Dạ kính thưa quý ông bà cô bác và anh chị em, hồi nãy giờ Hoài Thương đó mọi người, Hoài Thương đi lễ, gọi là quay chương trình lễ của Đức Phật Thầy Tây An. Bên này là ngày mùng 8 quý vị. Thì đi về trên cái đoạn đường mà khúc về Chi Tôn á. Nhưng mà bây giờ là Hoài Thương vừa đến cái khu mà rừng tràm Trà Sư này quý vị. Đó, thì ở nơi đây, ngay đây là mọi người biết đây là đỉnh núi Cấm quý vị. Thì nãy giờ Hoài Thương đi mà tự nhiên thấy rằng là những cái luồng ánh sáng rất là lạ và đặc biệt ở đó phán chiếu lên mọi người, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là giống như một cái luồng ánh sáng chết nhá, nãy giờ hoài hình như là một cái hình rồng như quý vị. Thì mọi người hãy nhìn xem là như thế nào và ra sao thì có thể bình luận Hoài Thương được biết nha. Mọi người hãy cùng chờ xem nha, không biết là gì nữa đây. Hồi nãy giờ Hoài Thương đi đường mà tự nhiên chớp ngang cái Hoài Thương nhìn qua cái thấy hình như giống hình rồng như đó. Đó, mà tự nhiên sáng cả một vùng trời, nhưng mà chớp vậy đó quý vị. Mà nãy giờ hoài luôn mà không biết. Đó, mọi người thấy rõ hình không? Hình gì đó mọi người? Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây thì cái đoạn đường khúc mà qua khỏi cái đường người ta làm lộ mọi người, thì cái đường lộ mới nè. Và ở đây thì qua khỏi cái rừng tràm Trà Sư, vừa qua cầu thôi. Và mọi người nhìn ở trên cái đỉnh núi này, đây cái đèn mà đó nó chớp nó vô hoài luôn. Không phải là cái đèn chớp nhỏ này nha, không phải cái này nha, mà cái chớp nhỏ là cái gì cũng không biết luôn nữa. Kìa, nó vô chớp quá chèn luôn. Nhưng mà Hoài Thương không phải nói cái đó. Hoài Thương nói là chớp là khu vực ở ngoài này nè nha mọi người. Khu vực ở ngoài á mà nó giờ chớp cái hình rất là đặc biệt, mà chuẩn bị vào lễ 12 tháng 8, tức là ngày Đức Phật Thầy Tây An, ngày viên tịch đó quý vị. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi người hãy chờ xem, là có nghĩa là bầu trời không có mưa. Mà bây giờ mấy giờ không biết nữa, tại vì Hoài Thương đi chắc này về trễ mọi người. Tức là Hoài Thương đi ghi hình và quay chương trình lễ 12 tháng 8 cho bà con ở nhà, hoặc giả là cập nhật thông tin cho mọi người xem á, nên là về trễ. Và bây giờ thì 9 giờ mấy ta, 21:27 thứ sáu ngày 22 tháng 9, ngày 8 tháng 8 âm lịch nha quý vị. Mà rất là đặc biệt, không biết cái gì mà không thấy mưa, nhưng mà có một cái chịu chớp nhá hoài nãy giờ luôn. Mà ở chỗ này nữa nè, đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, mà khu vực này hiện tại bây giờ là đường rất là vắng nha mọi người. Hoài Thương không khuyến nghị mọi người đi vào ban đêm vào cái buổi này, giống như Hoài Thương. Và bây giờ cái đoạn đường này thì mình sẽ cố gắng mình đứng ở đây mình xem mà quay cho mọi người xem nữa như thế nào nữa ha. Thì mọi người thấy video và cũng như sắp tới những cái video của Hoài Thương nói đó mọi người, sẽ quay vào cái chương trình lễ hội á, thì mọi người hãy ủng hộ cho Hoài Thương nha, cập nhật cái thông tin cho bà con xem ở nhà, như mọi người đi không được này nọ thì Hoài Thương sẽ cố gắng quay cho mọi người xem ghi hình đó. Mà ở đây thì bữa nay là mặt trăng nè, mặt trăng bữa nay cũng mờ nữa, mà bầu trời thì không có mưa mà không có gió luôn. Mọi người xem nè, cây đứng gió luôn, không có một chút gì đó gọi là chuyển mưa hay là sao hết trơn quý vị. Nhưng mà cái luồng ánh sáng hồi nãy là Hoài Thương giật mình mấy lần luôn á, đang chạy xe mà tự nhiên một luồng ánh sáng sáng giới vậy đó, từ núi Cấm hiện ra. Bắt đầu tự nhiên Hoài Thương tưởng nó đèn nó cháy luôn, mà không phải, tới chừng là nhìn lại thương 2-3 lần
phớt ngang cái Hòa Thượng hết hồn. Tới khúc mình trống Hòa Thượng ngừng là xe lại nó quay cho mọi người xem đó. Còn những cái đèn mà nó nhỏ chiếc chiếc, ôi trời, Nam Mô Di Đà Phật, vừa mới thu nhỏ lại, gom lại. Thì là cái này là hình như là cái đèn nhà ta hay là cái gì đó mình không biết, hay là đây chú Phật Di Lặc không biết. Tại vì á, đoạn đường này mình có thể đi từ phía dưới mình nhìn lên á, là thấy sau lưng Phật Di Lặc đó mọi người. Tuy nhiên phía bên này là có một cái gì đó nó sáng sáng ở đây, ngộ quá ta. Và hồi nãy là mọi người để ý nguyên khu vực này này nha, Hòa Thượng không biết là cái gì, nó Nam Mô Di Đà Phật. Mà cái màu rất là đặc biệt, giống như dàn hào quang hay là cái màu hồng hay là cái gì đó quý vị. Đó. Khu này bây giờ ảnh ương với ếch kêu quá tèn luôn rồi. Khu này ta cắt lúa rồi quý vị. Mũi bây giờ nó bu lại, nó làm mà Hòa Thượng làm mồi cho nó bây giờ mà không dám nhúc nhích. Lúc nhích thì đôi khi quay thì nó hơi giật cho mọi người á, nên Hòa Thượng không dám. Mà cái luồng ánh sáng ở đây là mọi người hãy để ý nha, cái luồng ánh sáng đây là có hoài luôn. Đây, rừng tràm Trà Sư đó, cái dàn ánh sáng này luôn hiện hữu, luôn hiện hữu sức cái dàn ánh sáng này bên trên này nè. Dàn ánh sáng màu trắng và cái sự chớp nháy nãy giờ thấy giống như hình rồng hay là sao quý vị, mà mình thấy giống như hình dáng thì mình nói thôi nghe. Mà giống như cái lần ánh sáng giống bay bay lên vậy ta, ngộ vậy ta. Đó. Mọi người thấy gì theo bình luận cho Hòa Thượng được biết nha. Thì thôi bây giờ cũng tối quá mọi người, đường này thấy ghê quá. Chắc Hòa Thượng xin kết thúc video tại đây quá. Mình sẽ cố gắng tranh thủ chạy đi tìm một cái nơi nào đó để nghỉ ngơi quý vị ơi, để mà sáng mai mình cập nhật thông tin cho bà con xem nữa. Vào lễ Đức Phật Thầy Tây An vào ngày mùng 9 tháng 8, mà bữa nay thì mùng 8 tháng 8 vậy, tối mùng 8 tháng 8 bắt đầu vào lễ rồi. Thì hiện tượng lạ này thấy xuất hiện ở trên này, ở trên núi Cấm. Dạ thôi, bây giờ Hòa Thượng cũng xin chúc cho ông bà cô bác và anh chị em luôn được sức khỏe nè, và an lạc trong cuộc sống và thành công trong công việc ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo ạ. Dạ xin chào quý vị.